Thưa quý vị và các bạn, để có thể sở hữu một làn da trắng, tươi sáng và khỏe mạnh là niềm mơ ước của tất cả các chị em phụ nữ. Thế nhưng để có một làn da như vậy, đặc biệt là ở độ tuổi ngoài 30 là điều rất khó, vì khi đó các dấu hiệu lão hóa đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Vậy làm thế nào để có thể sở hữu một làn da trắng, khỏe mạnh, và căng bóng và làm chậm quá trình lão hóa da? Trao đổi về vấn đề này, đến tham dự chương trình ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Vâng, tôi là bác sĩ Nguyễn Hữu Dương, hiện đang công tác tại Viện Y học của Trung Quân đội xin chào mc bích phượng và diễn viên thùy dương à, xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài xin chào mc bích phượng chào chuyên gia hữu dương à, mình là thùy dương hiện tại mình đang công tác tại nhà hát kịch hà nội giữ gìn sự tươi trẻ là nhu cầu chính đáng của tất cả các chị em phụ nữ thế nhưng có một sự thật mà chị em chúng ta phải đối diện đó chính là dấu hiệu tuổi tác sẽ dần xuất hiện trên da mặt theo thời gian vậy thưa chuyên gia, chuyên gia có thể chia sẻ về cái nguyên nhân gây ra tình trạng lão hóa da nhanh ở phụ nữ mà đa số là ai cũng mắc phải? Ờ, nguyên nhân gây ra lão hóa ở chị em phụ nữ như thời tiết, stress, các chất uh, hóa học uh, có nguồn gốc rõ, rõ ràng ở những sản phẩm mỹ phẩm không có nguồn gốc uh, và cái giấc ngủ ít cũng là tình trạng gây lên cái sự lão hóa của đối với chị em phụ nữ, biểu hiện bằng cái lắng mịn của cái da nó kém, sự đàn hồi kém và xuất hiện những cái nếp nhăn hay còn gọi là nếp chân chim trên da chị em phụ nữ. Vậy còn Thúy Dương, thì Dương có thể chia sẻ về cái bí quyết chăm sóc, giữ gìn để có thể sở hữu một cái làn da đẹp được như à. bạn ạ? À, qua chương trình này thì chắc là Dương cũng chia sẻ với cả chuyên gia với Phượng và khán giả trên truyền hình rằng là. Năm nay Dương cũng đã ngoài 30 tuổi rồi Và ở cái tuổi đó thì Dương nghĩ rằng là không chỉ mình Dương đâu Mà tất cả các bạn nữ, những người phụ nữ khác cũng sẽ đều quan tâm đến làn da của mình Bởi vì cái độ tuổi, độ tuổi ngoài 30 là cái độ tuổi mà xuất hiện rất nhiều những cái dấu hiệu về da rõ rệt à, Thì cái công việc hiện tại của Dương là đi quay, đi diễn thì lại phải phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm trang điểm hàng ngày à, việc trang điểm thì phượng cũng đã biết là nó tàn phá cái làn da của chị em chúng ta rất là dữ dội à, ngược lại thì mình lại không có thời gian để à, ngủ nghỉ hay là ăn uống điều độ đúng quy định bởi vì à, theo dương được biết thì à, chúng ta ngủ đủ giấc đúng giờ chúng ta cũng đã có một làn da đẹp rồi tuy nhiên là nhiều khi dương phải đi quay đêm hay là thức dậy từ rất là sớm một ngày chúng ta không thể có những ngày ngủ không đến 5 tiếng à, chính vì vậy mà lại càng không có thời gian để đến spa để chăm sóc cho làn da của mình được tươi trẻ hơn à, chính vì vậy mà dương đã phụ thuộc rất là nhiều vào những cái loại mỹ phẩm để chăm sóc da à, mà điển hình là mỹ phẩm Dakami mà chuyên gia và phượng có thấy ở đây <laughs> thực sự là ừ, sử dụng thì dương mới thấy rằng là à, nó hỗ trợ cho làn da của mình rất nhiều, vừa tiết kiệm thời gian, thậm chí là tiết kiệm cả chi phí, à, rất là kinh tế hơn những người lần mà mình thường xuyên đến spa để chăm sóc da. Vậy thì thưa chuyên gia, anh có thể đưa ra cái lời khuyên cho việc sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da dành cho phượng, cho dương cũng như là cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, để làm giảm cái quá trình lão hóa da ở chị em phụ nữ thì ngoài cái việc chúng ta làm uh, tránh cái tình trạng stress uh, bổ sung khoáng chất và ngủ đủ đúng giờ đủ giờ thì chúng ta uh, tôi lên khuyên các bạn lên dòng dùng các dòng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên Đấy là lời khuyên của tôi dành cho các chị em phụ nữ vâng xin cảm ơn hai vị khách mời là anh hữu dương và diễn viên thùy dương đã có những chia sẻ những thông tin rất bổ ích vừa rồi và xin được kính chúc cho tất cả các chị em phụ nữ sẽ sở hữu một làn da thật săn chắc căng bóng và khỏe mạnh và đừng quên chăm sóc da mỗi ngày với dòng sản phẩm mỹ phẩm dakami